Bộ Tài chính vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp nghiên cứu để yêu cầu các dịch vụ quảng cáo trên Facebook, Google thanh toán qua cổng nội địa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia nhằm kiểm soát doanh thu và thu thuế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải mở văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam và khai báo nộp thuế nhà thầu. Lý do đưa ra đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng hoạt động của mạng Internet là giao dịch xuyên biên giới. Các công ty vận hành mạng nước ngoài hầu hết không đăng ký kinh doanh và không có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam, gây khó khăn cho ngành thuế trong việc quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh qua mạng Internet. Theo các thống kê, doanh thu của Facebook tại thị trường Việt Nam hiện có thể lên đến 100 triệu đô la Mỹ một năm, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng. Google đứng thứ hai với 2.200 tỷ đồng. Theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương, Chính phủ đã đồng ý với đề nghị dừng triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia của bộ này. Trước đó vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương đã có văn bản xin dừng triển khai đề án này bởi nếu theo dự thảo của đề án, tem bia sẽ được dán vào tất cả các sản phẩm bia sản xuất ở Việt Nam, nhập khẩu từ nước ngoài trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường. Giá thành một tem bia giấy là 179 đồng, với tem được in phun trực tiếp là 145,4 đồng. Như vậy, số tiền các doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra để dán tem cho sản phẩm bia hàng năm dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng. Ước tính của Bộ Công Thương cũng cho thấy việc dán tem bia sẽ giúp ngân sách tăng thu khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, cả nước nhập khẩu 3.496 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu 80.761 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, Thái Lan và Indonesia vẫn thay nhau chiếm lĩnh thị trường xe nhập khẩu ở Việt Nam, chiếm tới 60% tổng số xe, đánh bật các đối thủ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh Quốc và Đức. Nguyên nhân bởi xe nhập từ các nước này về Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế khi thuế nhập khẩu giảm từ 40% năm 2016 xuống còn 30% trong năm 2017. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa có thông báo sẽ bán đấu giá cổ phần tại công ty vàng Agribank AGC và công ty cổ phần du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam vào ngày 15 tháng 12. Cụ thể, Agribank sẽ bán đấu giá hơn 12,6 triệu cổ phần AGC với giá khởi điểm 13.900 đồng một cổ phần. Với vốn điều lệ của AGC đang ở mức 206 tỷ đồng, thì lượng cổ phần đấu giá của Agribank tương ứng 61,24% vốn của AGC. Với công ty cổ phần du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam có vốn điều lệ 230 tỷ đồng, lượng cổ phiếu được chào bán là 5.290.000 cổ phần, giá khởi điểm 18,990 đồng. Cùng với việc đẩy nhanh thoái vốn, Agribank thời gian qua cũng nỗ lực trong việc xử lý tài sản nhằm đảm bảo thu hồi nợ xấu. Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo, trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay 19 tháng 11, xăng sẽ tăng giá để bù vào mức lỗ của giá bán lẻ so với giá cơ sở. Theo tính toán, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế phí, giá bán lẻ với xăng có thể tăng dao động từ 350 đến 400 đồng một lít. Dầu hỏa và dầu diesel sẽ có mức tăng cao hơn, nhưng cơ quan điều hành sẽ can thiệp bằng quỹ bình ổn. Ở kỳ điều chỉnh trước, xăng RON 92 tăng 271 đồng một lít, xăng E5 tăng 224 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 201 đồng một lít, dầu hỏa tăng 199 đồng một lít và dầu mazut tăng 265 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định tăng chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 kỳ điều chỉnh, trong đó có 8 kỳ điều chỉnh tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên. Gần tới ngày nhà giáo Việt Nam, hầu hết giá các loại hoa Đà Lạt đều tăng giá nhẹ. Cụ thể, hoa hồng mua tại vườn thường ngày có giá dao động từ 1.500 đến 2.000 đồng một bông, nay tăng lên từ 3.000 đến 3.500 đồng một bông. Hoa đồng tiền giá tại vườn là 42.000 đồng một bó 20 bông. Một số loại hoa khác như hoa hướng dương cành, bibi trắng cũng tăng nhẹ từ 25 đến 30%. Tại các cửa hàng hoa Đà Lạt, giá các loại hoa bán lẻ năm nay cũng chỉ cao hơn ngày thường khoảng 30%. Giá dao động mỗi bó hoa từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng một bó.
lượng tiêu thụ hoa năm nay không cao so với các năm, bởi vì sau cơn bão số 12, nhiều loại hoa ở Lâm Đồng bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhiều địa phương năm nay đưa ra những tiêu chí tiết kiệm, nên lượng hoa bán trong dịp lễ Tri ân Thầy Cô này cũng giảm đáng kể. Do thời tiết bất lợi nên năng suất trái vụ giảm, phần nào làm cho giá sầu riêng tăng cao trên thị trường. Hiện giá sầu riêng tại thị trường trong nước dao động ở mức giá 130 đến 160.000 đồng kg, cao hơn sầu riêng nhập khẩu từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng kg. Ghi nhận tại Bến Tre, hiện giá sầu riêng trái vụ được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 75.000 đến 90.000 đồng kg. Do thời tiết mưa nhiều trong thời gian xử lý ra hoa nên năng suất và chất lượng sầu riêng giảm so với các năm trước, trung bình năng suất hơn 2 tấn 1.000 m2. Giới thương lái nhận định với năng suất trái sầu riêng năm nay giảm, có thể giá sẽ tăng cao trong thời gian tới.